Zubaco xin chào anh em nhé. Giới thiệu anh em mẫu 3G của Ablet 2023 đời mới nhé. Inox hàng inox dày 10 ly chắc chắn luôn. Dày luôn. Đây. Phần. Đây, phần mở cái gì rất là chắc. Phần mở nắp bình xăng rất là chắc nhá. Ấn vào nhá. Không bị rung lắp khi di chuyển nhá. Mẫu này là sẽ là lắp vào yên xe, đây phần này lắp vào yên xe này, không có như những mẫu cũ là sẽ lắp chân xuống dưới, thì mẫu này là cải tiến đời mới hơn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.